Lợi ích của súng massage là gì? Súng massage được tạo ra để tái tạo các chuyển động và kỹ thuật được các nhà trị liệu massage sử dụng, đồng thời mang lại các lợi ích bổ sung về tính di động và tiện lợi. Hơn nữa, chúng còn đi kèm với nhiều phụ kiện đính kèm có thể hoán đổi cho nhau, cường độ có thể tùy chỉnh, tốc độ có thể điều chỉnh, v.v. Dựa trên nguyên tắc đằng sau thiết kế của họ, súng massage mang lại nhiều lợi ích bao gồm tăng cường khả năng vận động, cải thiện lưu thông máu, giảm mức độ căng thẳng và nhiều lợi ích khác. Vì vậy, bằng cách làm theo các kỹ thuật thích hợp, bảo trì thiết bị và sử dụng nó một cách nhất quán, bạn có thể tận hưởng đầy đủ lợi ích của súng massage và cải thiện sức khỏe tổng thể của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hy vọng chúng tôi đã giúp bạn hiểu cách sử dụng súng massage. Nếu không hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về máy massage Renfo của mình, hãy xem tài khoản Facebook, Instagram, YouTube và TikTok của chúng tôi.